chắc con gái 35 tuổi tham gia show hẹn hò. Người mẹ bị chỉ trích đỉnh cao vô duyên, khi vừa bắt đầu đã phán xét người chơi sắp mặt, bước vô thấy là không chấm được rồi. Chưa để người chơi kịp giới thiệu hay giao lưu, người mẹ dùng nhiều lời phán xét khiến người này không ngửa mặt lên được, thậm chí dùng nhiều từ ngữ mang tính xúc phạm nặng nề. Được ghép đôi trong chương trình hẹn hò, anh Lương Hồng Hoàng Nguyễn, sinh năm 1987, sống ở Q10, TP. Hồ Chí Minh và chị Tăng Thị Kim Anh 35 tuổi, sống ở TP. Hồ Chí Minh mong muốn tìm kiếm người đồng hành cùng mình. Tuy nhiên, thật xui xẻo cho chàng trai khi chương trình chưa kịp bắt đầu, người mẹ của cô gái ở bên ngoài theo dõi đã có những phản ứng gây bức xúc. Sau khi được MC Cát Tường mời tiến vào trường quay, người mẹ lấn lướt phán xét khách mời nam dù anh Hoàng Nguyễn chỉ vừa mở miệng chào hỏi. Cậu này nói nhỏ quá, không biết ở ngoài sao, 3-4 mối tình nói chuyện gì nhỏ quá, tôi đi theo tôi ủng hộ nó. Con gái phóng viên cũng mong tìm người chọn được mà bước vô trường quay. Tôi thấy chú này là tôi không chấm được, chú ngắn ý nói chiều cao phóng viên, và nhỏ tuổi hơn nữa nhìn chú này là tôi không ưng trong bụng. Nói thiệt nha, người ta tuổi này là luật sư, thạc sĩ còn chú này tuổi. Này nhà chưa có, chú này chắc thuộc dạng đó rồi. Chú này vô đây 15 năm mà chưa có sự nghiệp là chú này coi như là... Người mẹ không để khách mời chương trình lên tiếng, mà phán xét xối sẵn người mẹ quá trớn phán xét đối phương bằng lời lẽ nặng nề. Nào là, dạng này, không chấm được, không ưng bụng và dùng tay chỉ thẳng mặt người chơi. Nhưng bất ngờ hơn cả là trong khi MC Cát Tường liên tiếp chủ động ngắt lời người mẹ để bảo vệ anh Hoàng Nguyễn thì cô gái ngồi im lặng để cho mẹ mình phán xét đối phương. Chứng kiến màn lấn át quá đà của người mẹ, MC Cát Tường cũng phải lên tiếng, như vậy là cô cản chuyên con cô đó, cô cứ để tìm hiểu đi cô. Mới vô mà cô đã bảo không được rồi, mấy bạn trai trước cũng vậy, chắc người ta chạy hết trơn. Thậm chí, bức xúc thay người chơi, MC Cát Tường thẳng thừng nói, coi chừng hai mẹ con trùm mệnh nhau luôn đó. MC Cát Tường nhiều lần bức xúc với thái độ của người mẹ gay. Sau khi chương trình lên sóng, khán giả đồng loạt phản ứng trước thái độ và cách ứng xử của người mẹ. Nhiều người chỉ trích, người mẹ thiếu tôn trọng người khác, lớn tuổi nhưng cư xử không đúng mực. Biết là trên đời có rất nhiều người vô duyên và vô văn hóa. Nhưng cô đây cũng thuộc VIP level đỉnh cao luôn rồi đó. Hai mẹ con coi ở với nhau đến già là ổn nhất, đừng tìm kiếm ai lập gia đình để tội người ta. Trời ơi, không cưới thì thôi, làm gì cư xử với người ta quá đáng vậy cô ơi. Ở đời đã biết ai hơn ai đâu. Thôi con cô cứ ở một mình vậy cho vui đi à, tức giùm anh kia. Xem ra anh kia có tính chịu đựng cũng khá đó. Gặp người khác người ta chửi lại cho nghe. Hết hồn bà mẹ bước vô đã bổ sấm sát xuống đầu chàng thanh niên. Ôi thấy tội nghiệp, không thích hợp cũng phải tế nhị chút chứ. Xem thêm, chàng trai bị mẹ đối phương mắng xối xả trong sâu hẹn hò bất ngờ lên tiếng, anh cứ sống thoải mái. Cũng qua ngày qua tháng, tiết lộ lý do bất ngờ khiến người mẹ chê bai xối xả đối phương của bạn gái. Giữa trường quay, thì ra đã ác cảm ngay trước khi bước vào.